Suni Hạ Linh làm mới Con bướm xuân theo nhạc Châu Phi. Ca sĩ Suni Hạ Linh hát liên khúc xuân, trong đó Con bướm xuân được phối theo Afrobeat, thể loại nhạc pop thịnh hành ở Châu Phi. Cô mashup 4 ca khúc nổi tiếng gồm Hoa cỏ mùa xuân, Bảo chấn, Khúc giao mùa, Huy Tuấn, Con bướm xuân, nhạc ngoại lời Việt, Xuân đã về, Minh Kỳ, tung ngày 31 tháng 1. Suni Hạ Linh phối mới các bài hát, trong đó Con bướm xuân được hòa âm phối khí theo thể loại pop đang thịnh hành tại Châu Phi những năm trở lại đây. Afrobeat mang giai điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn bắt tai, các Vina House dồn dập như nhiều phiên bản của ca khúc trước đó. Ca sĩ nói, tôi chọn làm mới các nhạc phẩm theo cách ai cũng có thể hát theo, dễ dàng kết hợp vũ đạo. Liên khúc tạo sự gần gũi với giới trẻ nhưng vẫn giữ đúng tinh thần gốc. Âm nhạc Afrobeat từng được nhắc đến nhiều, chẳng hạn trong 9 đề cử Grammy 2022 của các nghệ sĩ Châu Phi, thể loại này chiếm hơn nữa. Năm 2021, ca sĩ Burna Boy, V-Kid cũng giành 2 tượng vàng Grammy cho phong cách nhạc này. Cùng sự bùng nổ của TikTok, Afrobeat trở nên phổ biến, trong đó nhiều ca khúc của Kay, Fireboy JML từng gây chú ý trên nền tảng mạng xã hội này. Suni Hạ Linh, 30 tuổi, sinh ra trong gia đình có bố mẹ, chị gái đều là nghệ sĩ múa. Bố cô là Ngô Đặng Cường, nguyên hiệu trưởng trường múa thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ từng phát hành nhiều dự án nhạc hút lượt xem trên YouTube như Cứ Chiêu Thôi, 106 triệu view, Không Sao Mà Em Đây Rồi, 84 triệu, Cảm Nắng, 15 triệu, Thích Rồi Đấy, 12 triệu. Nhìn lại năm 2023, Suni Hạ Linh nói hài lòng với cuộc sống, công việc, phát hành nhiều dự án được khán giả đón nhận. Tôi đang cố gắng để tạo thêm bước ngoặt trong năm mới. Hiện tôi độc lập về mọi thứ như học sáng tác, sản xuất nhạc, giọng ca sự mập mờ cho biết. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.